phải tiếng chàng từ tầm sâu đang ác hay tiếng tim em rạo rực khúc tình ca như suối biết chăng qua. Những tiết học với sự tham gia của cậu học trò Phan Đình Tuấn, lớp 4A1, trường tiểu học Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, luôn sôi nổi như thế này. Trường để cứu nước, mấy cảm ơn bà. Ít ai biết được, đằng sau thành tích học tập tốt, sự nhanh nhẹn, hăng hái của cậu học trò này là cả sự cố gắng và khao khát đến trường khi trong mình mắc bệnh ung thư máu. Từ năm lớp 1 đến lớp 4, Tuấn vẫn phải nghỉ học để đi điều trị bệnh tại Bệnh viện Hà Nội. Những lần đi điều trị bệnh ấy, thì Tuấn đều mang sách vở để đi học. Tuấn luôn khát khao việc học của Tuấn và Tuấn luôn là lo lắng, sợ rằng mình nghỉ học. Tại vì là có như kiểu sức khỏe của mẹ thì là có như cũng là thuận tính. Đứa con đi viện đu những cái nhiều quả đấy thì là có như dư mẹ là nói chúng là nấu ăn cơm. Khi thì ấn bật nút, khi thì là có như đồ ăn thì nấu, có khi thì chạy đấy. Cháu rất ngoan. Thì cháu là về là có như cứ cơm nát kia giờ ba là có như cũng vẫn phụ việc cho ba đấy cho cha cho mẹ. Thì là chú bò thì là có như cũng vẫn là chán chát cho cha cho mẹ. Mẹ sinh ra để em thứ ba đây thì là cháu đi về là có như là cứ cho em ăn đấy, pha sữa cho em chứ cháu nó bay cho ba. Thương ông bà bố mẹ nên ngoài thời gian học, điều trị tại bệnh viện, Tuấn luôn phụ giúp gia đình các công việc và rất khéo léo trong việc trông em. Cuộc sống con khi và em con bị bệnh là gia đình rất nghèo khổ và bố mẹ phải kiếm tiền. Con rất yêu quý bố mẹ và con khao khát sẽ được đi học ở trường. Cuộc mơ của con là sẽ được làm bộ đội để bảo vệ đất nước có một cuộc sống bình yên. Ý chí lạc quan, khát khao vươn lên trước hoàn cảnh của bản thân, hoàn cảnh của gia đình như liều thuốc quý sẽ giúp cho Tuấn nhanh chóng vượt qua bệnh tật. Và trên hành trình của Phan Đình Tuấn luôn là sự cổ vũ, động viên của cộng đồng để tiếp thêm động lực giúp em chạm tay đến với ước mơ cao cả và tự hào đã nuôi dưỡng từ lâu trong em. Thật ra xem xong cái đoạn phóng sự vừa rồi về gia đình anh Tuấn đó, chắc trong lòng mọi người vẫn đang đặt một câu hỏi: làm sao để gia đình có tiền để chạy chữa bệnh cho các em? Bởi vì ba đứa con trai thì hai đứa bệnh rồi, mà đây là một trong cái căn bệnh gọi là của người giàu đó chị. Thật ra hoàn cảnh xót xa quá, tiền đâu để lo cho mấy đứa nhỏ? Tôi nghĩ rằng là không chỉ có vì bạn xứng đáng, mà chắc chắn quý vị theo dõi câu chuyện vừa rồi, mọi người cũng nên chia sẻ một chút xíu dành cho gia đình của em Tuấn quý vị nha. Và bây giờ trong khuôn khổ chương trình, chúng ta phải thực hiện đúng 5 vòng chơi. Trả lời được câu hỏi nào chúng ta sẽ có số tiền câu hỏi đó. Chị đã sẵn sàng? Sẵn sàng. Chúc chị may mắn. Cảm ơn em. Chúng ta bắt đầu vì bạn xứng đáng. Chúng ta bắt đầu với vòng chơi đầu tiên mệnh giá 8 triệu đồng. Câu hỏi như sau. Hỏi cái gì, con gì, cây gì, vật gì. Gợi ý tặng. Một số người không có. Một số người không có, không biết không có cái gì. Không biết có cái gì, cái gì ai cũng có mà. Bây giờ cũng đang không, có những thứ không có. Tiền. Ví dụ tiền là không có rồi. Có đôi khi một số người không có tiền thật đúng, là gì ha. Đúng. Ví dụ như vậy. Nào, chính gợi ý, mở đi. Thấp nhất là 50 ngàn, cao nhất là 2 triệu tư. Chị phải dùng số tiền chị đang có là 8 triệu, chị mua những gợi ý đó. Đây là số tiền sẽ trộn lẫn với con số từ 1 đến 9. Mời chị chọn bất kỳ số nào. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình sẽ chọn số số 2. Số 2 mở. Mệnh giá số 2 là bao nhiêu? 1 triệu 1. Mua được gì? Nhiều màu. Một số người không có mà nó nhiều màu hả? Không hiểu nó là cái gì luôn ấy. Không hiểu luôn á. Không có lại nhiều số màu. Không có. Không có lại nhiều hay màu. Là vàng. Hả? Cương nhẫn hay gì đó. Nhiều màu. Mua đi. Thôi có chắc là mua thêm sẽ mua số 9 đi.
Mở số 9. Mệnh giá số 9 là bao nhiêu? 50 thôi, cái này chỉ 50 thôi. 50. 50. 800 ngàn đồng. Ôi trời ơi. Được. Nhiều tiền quá. Mở gợi ý. Ôi trời ơi. Một số người không có nhiều màu di truyền. Máu. À. Gen di truyền. Gen di truyền. Mình nghĩ là hay là tóc bạc. Tóc bạc. Ừ. Một số người không có tóc một bạc. Một người không có tóc bạc, rất có nhiều người như thế. Ừ. Một số người không có tóc bạc. Gen di truyền cũng là tóc bạc đó. Không lẽ thôi, không thôi lẽ một số mà... người không có tóc. Không, không có tóc, không có tóc không có nhiều màu được. À. Phải có tóc thì mới có nhiều màu được. À. Đó, tức là nhuộm tóc có rất nhiều màu xanh đỏ tím vàng. Nhưng mà theo chị đó là đáp án là gì? Không, chị chưa quyết định. À, chưa đúng không? Chưa, bây giờ phải mua tiếp. Mua nữa cho nó chắc chắn. Rồi. Bây giờ sẽ là chọn số 6 đi. Số 6, mở. Mệnh giá số 6 là bao nhiêu? 100 ngàn đồng. Wow. Được, 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 được. Quả được. Này được đấy. Mua gỉ. Thời trang. Đấy, trời ơi, tóc. Tóc. Chị khẳng định luôn. Cái răng, cái tóc là cái gốc con. Đúng rồi. Chốt nhá. Chốt đi. Chưa? Tóc nhá. Nào. Chốt. Đưa tay lên, Linh đến tới 3, chị nói tôi chốt nha. Đáp án của chị là gì? Tóc. 3 2 1 Chốt. Chúng ta xem đáp án. Rồi, tóc chính xác. Chúng ta xem những gợi ý còn lại. Vòng đầu ok rồi. Nhân chủng học, chất sừng, gốc con người, đấy. Rụng, bạc, bao phủ da đầu. Đấy. À, tất cả những cái dữ liệu này đều liên quan tới tóc cả. Thực ra nhá, mình các em này mình bốc không phải cái bao phủ da đầu hoặc là gốc con người. Một phát là chị đoán được ngay, đúng không? Thế đó ai đoán không được. Cái gì? Không, ý là mình bốc được cái số đó thì mình đoán được ra đúng ngay rồi. Đúng rồi. Chúng ta kết nối với hiện trường nào. Xin chào. Chúc mừng chị Trà My ạ. Một người đồng nghiệp rất là đáng yêu của Thánh Hương ạ. Hôm nay thì nhìn chị Trà My đã thấy một cái niềm vui rồi. Và hy vọng rằng là với nụ cười của chị Trà My rất là tươi như thế này thì cả ngày hôm nay chị sẽ gặp thật là nhiều may mắn. Và với vòng 1 chốt đáp án cũng rất là nhanh. Chị ơi, chị đang chơi rất hay, rất là tự tin, rất là khí thế. Và ở đây chúng em cũng cổ vũ chị rất là nhiệt tình. Vâng, thưa chị My, thưa anh Quyền Linh và tất cả các khán giả tại trường quay, Hương xin giới thiệu mọi người, hiện tại Hương đang đứng rất gần với nhà của em Tuấn, là nhân vật thụ hưởng của chúng ta ngày hôm nay. Hương đang có mặt tại xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Nhưng em Tuấn thì không hề biết sự có mặt của Hương cũng như tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Cũng xin chia sẻ và giới thiệu đến với quý vị khán giả đứng bên cạnh Thanh Hương đây là các bác đại diện về phía chính quyền. Cũng rất là vinh dự khi mà có thầy hiệu trưởng nơi mà em Tuấn đang theo học cùng với bác đại diện Hội Chữ Thập Đỏ và rất nhiều những người đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, cổ vũ nhiệt tình cho chị Trà My. Chị Trà My ơi, chị cố gắng lên nhá để có thể bứt phá ở những vòng chơi sau. Chị Trà My ơi, cố lên. Rồi, chút xíu mình gặp lại. Bây giờ thì xin mời chị Trà My, chúng ta kiểm tra xem số tiền có bao nhiêu. Đầu tiên là trong tài khoản của chương trình chị đang có 0 đồng. Ừ. Kết thúc vòng 1, chị Trà My có số tiền là 6 triệu. Ôi, 6 triệu rồi. Số đẹp. Đẹp. Quá đẹp luôn, đúng không? Tròn, số tròn, số đẹp. Bây giờ thì Quỳnh Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục với vòng 2 vì bạn xứng đáng. Vòng 2, mệnh giá là 12 triệu đồng. Câu hỏi như sau. Ai gợi ý? Nhạc sĩ. À, chị hay hát nhạc của nhạc sĩ nào? Chị hát thì nhiều. Thường thường là chị hát cải lương. À. Và hát dân ca.
dân ca và cải lương. À, chị lên câu cải lương. Lên câu à? Dạ. Ôi tiếng ai thiết tha lay động cả trời, mấy núi rừng sao xác la. Có phải tiếng chàng từ tầm sâu đáng ác hay tiếng tim em rạo rực khúc tình cả như suối biết chăng qua. Nghe đâu đây trong tiếng gió mơ hồ, lời chàng gửi trong gió mây nhắn nhủ, như con suối em nhìn từng đợt sóng đổ thác xô. Hay nỗi nhớ chàng từ trong sâu thẳm hư vô, thành tiếng gọi rì rào của cỏ hoa màu lá, như tiếng rừng già cây nghiêng bóng ngả, gọi em đi theo bước ngơ của chàng. Wow. Ô kìa, con sao bay về phương nào, hãy mang theo lời nhắn gọi trên cành cao, nói với chàng hãy về đây mau, có em chờ tháng ngày tìm đâu. Nếu có thương ta ơi con chim sao, hãy hót lên đi cầu nhớ mong chàng. Con sao truyền cành, con sao qua sông, con sao đậu trên nương lúa trồ, sao nói dùm ta không nguôi thương nhớ, nhớ mãi chương trình vì bạn xứng đáng với quyền linh. Yeah. Rồi, cảm ơn chị, hay quá. Rồi, bây giờ mình có 9 gợi ý mình phải mua. Thấp nhất là 50 ngàn, cao nhất là 3 triệu 6. Mời chị chọn. Chị chọn số 8. Số 8, mở. Mệnh giá số 8 là bao nhiêu? 1 triệu 1. Mua được gì? Nhạc trữ tình. Chị có biết một số tên của nhạc sĩ nhạc trữ tình không? Nhạc trữ tình thì chị cũng có, ví dụ như là Thiện Thanh này. Đấy, tôi đừng hỏi. Có một người thôi đúng không? Bây giờ đầu từ tôi đã hơi bị cồn, chỉ khi nào hát thì chị mới nhớ được. Ừ. Số mấy chị? Số 2. Số 2, mở. Mệnh giá số 2 là bao nhiêu? 3.600 đồng. Ôi trời ơi, sao đắt thế? Trời ơi, sao đắt thế? Ôi, thế này chết thôi. Mua được cái gì? Tiêu tốn nhiều quá này. À, guitar. Tức là nhạc sĩ này vừa chơi guitar nữa. Trần Tiến. Hả? Trần Tiến, đúng rồi. Vừa anh Trần Tiến, anh vừa đúng vừa, rồi đó. Vừa guitar. Yuka đó. Yeah. Giống Yuka Trần Tiến đó. Đúng không? Không, nhưng mà vẫn phải mua tiếp đấy. Chưa chắc được đâu. Thôi mua. Số mấy chị? Số 1. Số 1, mở. Mệnh giá số 1 là bao nhiêu? 50.000. Ngon. Trời ơi. Mở gợi ý. Thật là sung sướng. Nhạc phim Cánh Đồng Hoang. Chị có xem phim Cánh Đồng Hoang của đạo diễn Hồng Sến không? À. Cánh Đồng Hoang là lâu lắm rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. À, Lâm Tới đó, nghệ sĩ Lâm đúng rồi, Tới. Đúng rồi. Là cái phim đó là chị nhận xem em bé xuống nước đó. Nhớ không nhầm là chị Hoàng. Xem lâu lắm rồi. Cánh Đồng Hoang, đúng rồi. Nhạc nhưng mà, sĩ. Trời ơi, không thể nhớ nữ được. Tình liên quan người đến nhạc Cánh sĩ Đồng đó Hoàng. Là ai nữa luôn. Cánh Đồng Hoang. Liên quan tới bộ phim Cánh Đồng Hoang, một bộ phim rất là nổi tiếng và nó đây bộ phim kinh điển luôn. Đúng thì rồi. Nhạc sĩ liên quan tới bộ phim này là ai? Thôi chị mua tiếp đi. Mua. Rồi mua, mời chị. Mua tiếp số số 3 đi. Số 3, mở. Mệnh giá số 3 là bao nhiêu? 150. Mua ghế. À, rất nổi tiếng. Gì nhỉ? Trịnh Công Sơn. Trịnh Công Sơn đúng không?
Chốt chưa? Chốt chưa? Chốt, 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 chốt. Chốt hả? Mua nhiều quá mang tiếng. Mang tiếng. Rất là mang tiếng luôn. Đấy. Chốt luôn. Nếu như có khách ly luôn trước cái cánh đồng hoang thì chị đã phải đỡ phải mất 150.000. Đó. Không sao. Thế là chốt. Chắc chưa? Chắc. Đáp án là chắc gì? Chưa? Chốt, chốt, chốt. Chốt chưa? Chốt. Chị phải Công Sơn giữ bản lĩnh của mình. Không, ở bản dưới lĩnh. Ai cũng như mình thôi. Không, không, chị rất bản lĩnh luôn. Đúng không? Và chị có linh cảm. Linh cảm đúng không? Đúng rồi. Bản... Nhạc sĩ gì? Trịnh Công Sơn. 3 2 1 Chốt. Khi nhắc đến Khánh Ly thì chúng ta nhắc đến Trịnh Công Sơn. Đúng rồi. Hay là nhắc đến bóng Hồng Nhung là Trịnh Công Sơn đúng không? Ừ. Nào. Quý vị nghĩ gì? Quý vị có đúng đáp án này không? Không có gì thay đổi được hết. Thật ra là một cái tên quá quen thuộc đúng không chị? Quá quen thuộc. Dạ. Chúng ta xem những gợi ý còn lại. Thừa Thiên Huế, Em và Trịnh, một dòng nhạc. Đấy. Nhiều bài hát dịch ra tiếng Nhật Bản, 1939-2001. À, tất cả những cái gì liên quan đến nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rất là rõ. À, quan trọng là cái tên ca sĩ Khánh Ly này hiện lên trước. Cái vấn đề là may là cái tên Khánh Ly hiện ra trước. Đúng nên rồi. Là My chốt được luôn. Ừ. Chứ nếu mà Khánh Ly không hiện ra thì My sẽ phải mua tiếp. Thật ra mà mình đã chốt từ Cánh Đồng Hoang là được rồi. Ừ. Bởi vì nếu tại chị chắc chưa xem Cánh Đồng Hoang, chưa theo dõi kỹ. Chứ nếu mình xem kỹ Cánh Đồng Hoang thì chúng ta biết là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rồi. Ừ. Chúc mừng chị. Bây giờ chúng ta cộng số tiền thôi. Ở vòng 1 thì chị Trà My có số tiền là bao nhiêu? 6 triệu chẳng. Một là 6 triệu. Cộng với vòng 2, chị Trà My có số tiền là 13 triệu. Wow. Rồi.